Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến. Mình đang đồng hành cùng các ba mẹ nuôi con vui khỏe. Như mọi người đã biết là mẹ là một thiên chức rất thiêng liêng, là một món quà kỳ diệu mà tạo hóa ban riêng cho chị em phụ nữ chúng mình. Và chúng ta ai làm mẹ cũng mong là con mình sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, sáng láng. Chính vì vậy, chúng ta hãy để ý nâng niu chăm chút cho cả mẹ cả con, ngay từ trong trứng, ngay từ khi dự định mang bầu và trong suốt quá trình mang bầu các mẹ nhé. Cũng giống như là khi mình trồng một cái cây vậy, mình cần phải nuôi nấng chăm sóc cho nó ngay từ khi mà ủ hạt để tạo mầm. Vậy thì trong video này mình sẽ chia sẻ về 4 loại dưỡng chất thiết yếu quan trọng giúp cho mẹ bầu có một thai kỳ sung sướng, khỏe mạnh và con sinh ra sẽ thật khỏe mạnh và thông minh nhé. Loại dưỡng chất quan trọng đầu tiên đó chính là axit folic. Trong thai kỳ, nhu cầu axit folic tăng rất cao do sự phân chia tế bào nhanh chóng của thai nhi và lượng axit folic thải qua đường tiết niệu rất lớn. Cái lượng axit folic của người mẹ rất quan trọng trong sự hình thành nên ống thần kinh, từ đó tạo ra não và tủy sống, tức là những phần thiết yếu trong hệ thống thần kinh trung ương của thai nhi. Axit folic cũng đã được chứng minh lâm sàng là giúp làm giảm những cái khuyết tật bẩm sinh trong ống thần kinh như là nứt đốt sống. Khi mà dự định có bầu ấy là mình nên bổ sung axit folic luôn từ thời điểm đó rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là ống thần kinh của thai nhi sẽ đóng lại trong vòng 28 ngày. Có nghĩa là nếu như sau 28 ngày mình mới bổ sung axit folic thì lúc đó nó sẽ không còn cái vai trò là ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh nữa, mà nó chỉ có những cái vai trò khác với sức khỏe mẹ bé mà thôi. Mà cái tháng đầu tiên này ấy, rất nhiều mẹ đâu có biết là mình đã mang bầu đâu. Phải sau đó nữa thì nhiều mẹ mới biết, mà tầm 5-6 tuần có khi mới biết cơ. Chính vì vậy mình đã biết là rất nhiều mẹ bỏ qua cái giai đoạn vàng bổ sung axit folic cho con rồi. Tốt nhất ấy là chúng ta khi mà dự định có bầu thôi là đã nên uống axit folic ngay rồi các mẹ nhé. Khuyến cáo của WHO về nhu cầu axit folic của phụ nữ có thai là khoảng 0,4mg trên một ngày. Các nguồn thực phẩm giàu axit folic mà mẹ có thể tìm kiếm đó là các loại hạt này, cải bó xôi, măng tây, súp lơ, lòng đỏ trứng hay là trái cây họ cam quýt, vân vân. Dưỡng chất quan trọng thứ hai mình muốn kể đến ở đây đó chính là sắt. Sắt rất là quan trọng trong việc hình thành các tế bào máu đỏ mang oxy đi nuôi khắp cơ thể. Trong thai kỳ, nhu cầu sắt sẽ tăng rất cao do sự gia tăng khối lượng máu của người mẹ, sự tăng trưởng của thai nhi và nhau thai. Việc mà bổ sung sắt đầy đủ ấy sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt và giúp cho mẹ và bé khỏe mạnh hơn. Với những mẹ mà thể trạng gầy yếu và ăn uống kém thì nên bổ sung sắt cùng với axit folic ngay từ khi mà chuẩn bị mang thai. Việc bổ sung sắt đã được chứng minh lâm sàng là giúp giảm 70% tỷ lệ thiếu máu và 57% tỷ lệ thiếu sắt ở mẹ. Khi mà mình còn cho con bú ấy, thì mình cũng nên duy trì bổ sung sắt các mẹ nhé. Khuyến cáo của WHO về nhu cầu sắt hàng ngày ở mẹ mang bầu đó là từ 30 đến 60mg trên một ngày. Các loại thực phẩm giàu sắt mà mẹ có thể tìm thấy là thịt đỏ, lòng đỏ trứng, hải sản, các loại hạt, củ cải đỏ, dưa hấu, lựu, vân vân. Chất quan trọng thứ ba đó chính là canxi. Canxi là loại khoáng chất chiếm nhiều nhất và nó rất quan trọng cho nhiều quá trình khác nhau của cơ thể, như là sự hình thành xương, sự co cơ, hoạt động của các enzyme và hormone, vân vân. Việc thiếu hụt canxi ấy có thể gây ra khá là nhiều những cái tác dụng không mong muốn cho cả mẹ và em bé. Ví dụ như là mẹ thì có thể bị loãng xương này, run, co cơ, uốn ván, chuột rút. Em bé thì có thể là bị chậm phát triển, trọng lượng sơ sinh thấp, khoáng hóa thai nhi kém. Việc bổ sung canxi ấy đã được chứng minh lâm sàng là sẽ giúp giảm đáng kể cái nguy cơ tiền sản giật cũng như tăng huyết áp ở phụ nữ có thai. Cụ thể, nó có thể làm giảm tới 50% nguy cơ tiền sản giật. Còn về nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ ấy, nó có thể làm giảm 41% ở những mẹ nguy cơ thấp và giảm 78% ở những mẹ nguy cơ cao. Theo khuyến cáo của WHO thì phụ nữ có thai cần khoảng 1,5 đến 2 gram canxi nguyên tố trên một ngày. Canxi nguyên tố chứ không phải là muối canxi nha các mẹ, mình cần phải quy đổi ra. Việc bổ sung canxi ấy nên duy trì ít nhất là từ tuần thứ 20 cho đến hết thai kỳ và duy trì suốt trong thời gian cho con bú. Tùy vào tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của từng mẹ mà mẹ có thể bổ sung canxi sớm hơn với thời gian lâu hơn. Các loại thực phẩm giàu canxi đó là sữa, các chế phẩm từ sữa, đậu phụ và các loại đậu, cải ngọt, vừng, yến mạch, vân vân. Chất quan trọng thứ tư đó là axit béo omega 3 bao gồm DHA và EPA.
Thì axit béo omega 3 là một chất rất quan trọng, mang lại nhiều lợi ích mạnh mẽ cho cơ thể và não bộ của chúng ta. Đó là tác dụng chống lo âu trầm cảm, tốt cho mắt này, giúp tăng trưởng và phát triển não bộ của thai nhi, bảo vệ tim mạch, vân vân. Mẹ bầu và cho con bú ấy, nếu bổ sung đầy đủ DHA ấy, thì sẽ giúp cho não bộ của con phát triển tối ưu, và nó là tiền đề để sau này con thông minh hơn. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng việc bổ sung DHA là rất cần thiết cả trong giai đoạn trước, trong và sau khi mang bầu. Bên cạnh cái việc là giúp cho não bộ con phát triển tối ưu thì nó còn có tác dụng là chống lo âu trầm cảm, và cái này thì rất quan trọng đối với chúng ta, bởi vì là trong cái giai đoạn mang bầu và sau sinh ấy, thì phụ nữ rất hay dễ rơi vào những trạng thái tiêu cực. Thông thường ấy, nhu cầu khuyến cáo về omega 3 DHA cho phụ nữ có thai và cho con bú sẽ từ khoảng 400 đến 600 mg mỗi ngày. Nguồn thực phẩm giàu DHA là cá và các loại hải sản, ngũ cốc và các loại quả hạch, vân vân. Trên đây là bốn loại dưỡng chất thiết yếu quan trọng nhất đối với mẹ bầu và cho con bú. Bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều những thành phần quan trọng khác như là kẽm và các loại vitamin. Thì mẹ hãy lưu ý là bổ sung đầy đủ các dưỡng chất này để có một thai kỳ thật là vui khỏe. Và con mình khi mà sinh ra ấy, nó đã có sẵn một cái tiền đề khỏe mạnh và thông minh ngay từ trong trứng rồi. Nếu cảm thấy video này hữu ích, các mẹ hãy nhấn like, share và đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video tiếp theo nhé. Chúc cho các mẹ và các bé của chúng ta sẽ luôn thật là vui khỏe.